Những diễn biến mới nhất tại chiến trường Ukraine, những pha đấu tố lẫn nhau giữa Nga và Ukraine cùng với những cáo buộc mới nhất trong nội bộ từng lực lượng là những thông tin sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin chiến sự Ukraine ngay sau đây. Trước hết thì hãy cùng Thu Hiền điểm qua những nội dung nổi bật. Ảnh vệ tinh lột tả mức độ tàn phá khủng khiếp của chiến tranh ở địa ngục Bakhmut. Ukraine tăng cường pháo kích thủ phủ tỉnh Ly Khai khiến 3 dân thường thiệt mạng. Ngoại trưởng Kuleba nói liên minh cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine sẽ hình thành trong năm nay. Tướng Anh nói ông Putin quá tự tin vào chiến lược dùng sức người trong cuộc chiến Ukraine. Cựu Tổng thống Nga lại tuyên bố gây sốc rằng các nước Baltic là thuộc về Nga. Nga cân nhắc sử dụng chó hoang chưa thuần để rà phá bom mìn ở Ukraine. Các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao do công ty Maxar Technologies của Mỹ công bố mới đây đã lột tả mức độ tàn phá khủng khiếp của các cuộc giao tranh tàn khốc bên trong thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Những hình ảnh ghi lại một số khu vực của thành phố ở hai thời điểm, vào tháng 5 năm ngoái và trong tháng này. Những khu phố của Bakhmut từng được bao phủ bởi cây xanh và công viên cách đây một năm trước, nhưng tất cả hiện chỉ còn là đống đổ nát, Maxar Technologies mô tả. Bakhmut, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Donetsk, đã trở thành trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc xung đột Đông Âu với những đợt tấn công khốc liệt đến từ cả hai phía trong suốt 8 tháng qua. Cho đến nay, không bên nào có thể kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, bất chấp những tổn thất nặng nề mà mỗi bên gánh chịu. Quân đội Ukraine đã thực hiện hàng loạt các cuộc pháo kích mới vào cơ sở hạ tầng dân sự ở nhiều khu vực thuộc tỉnh miền đông Donetsk. Theo người đứng đầu chính quyền thành phố Donetsk, ông Alexei Kulamzin, đạn pháo 155mm của Ukraine đã nã trúng một cửa hàng tạp hóa, khiến 3 dân thường thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Vị quan chức đã chia sẻ những hình ảnh về hậu quả của cuộc pháo kích mà ông mô tả là rất dã man trong một bài đăng trên Telegram. Ông Kulamzin đồng thời lưu ý những đợt tấn công của Ukraine sẽ còn tiếp diễn và khuyến cáo người dân cẩn trọng. Cũng theo người đứng đầu thành phố Donetsk, các lực lượng Ukraine còn pháo kích vào làng Elanovka, khiến một nhà máy sản xuất bánh mì và một số tòa nhà dân cư bị hư hại, cũng như làm bị thương 2 dân thường. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Thành phố Donetsk là thủ phủ của một tỉnh cùng tên ở miền đông Ukraine, một trong 4 khu vực của Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga hồi năm ngoái. Kể từ khi xung đột nổ ra, Donetsk và vùng lân cận Luhansk đã liên tục bị quân đội Ukraine tấn công, gây nhiều thiệt hại về người. Tiếp tục với những diễn biến đáng chú ý ở chiến trường miền đông Ukraine, mới đây, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin thông báo nhóm lính đánh thuê đã tiến vào thành phố Bakhmut. Hiện các trận giao tranh vẫn diễn ra vô cùng ác liệt xung quanh các tòa nhà do quân đội Ukraine kiểm soát. Trên Telegram, ông Prigozhin tuyên bố rằng nhóm Wagner đã tiến thêm được 260m ở Bakhmut. Đối phương đang chiếm 1,85 km. Họ đang kháng cự quyết liệt. Các trận giao chiến diễn ra ở từng ngôi nhà, từng lối vào, từng mét vuông lãnh thổ, mặc dù Ukraine chỉ thực sự kiểm soát được một phần nhỏ diện tích. Ông Prigozhin cho biết không thể bao vây các vị trí còn lại của Ukraine vì đội lính dù của Nga đã rút lui. Ông nói, những gì đã xảy ra sau một cuộc tấn công của Ukraine gần Bakhmut là họ đã chiếm được một phòng tuyến thuận lợi. Chỉ trích Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov, ông trùm nhóm lính đánh thuê khẳng định rằng việc ông Gerasimov cho rút quân tức thời khỏi Bakhmut đã khiến lực lượng Wagner không thể áp sát thành phố miền đông này. Tuy nhiên, ông Prigozhin khẳng định nhóm lính đánh thuê đang tiến lên. Cho đến nay, mâu thuẫn giữa ông Prigozhin và Bộ Quốc phòng Nga vẫn căng thẳng khi bất đồng về chiến thuật cũng như khả năng lãnh đạo trong cuộc xung đột. Trong khi đó, hãng tin Sky News trích dẫn thông tin từ người phát ngôn quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông, ông Serhiy Cheravati, cho biết lực lượng nước này đã đạt được những bước tiến mới trong cuộc giao tranh ác liệt gần thành phố miền đông Bakhmut. Cụ thể, ông Serhiy Cheravati nói với truyền hình Ukraine, các đơn vị của nước này đã tiến lên phía trước tới nửa km. Chúng tôi đang thực hiện thành công chiến dịch phòng thủ, phản công và trong ngày 17 tháng 5, các đơn vị của chúng tôi đã thâm nhập sâu tới 500m, tiến vào một số khu vực của mặt trận Bakhmut, vị quan chức này nói.
Bên cạnh đó, theo ông, những ý kiến cho rằng lực lượng Nga đang thiếu đạn dược là không chính xác. Kẻ thù đang tìm cách chiếm lấy thành phố, tấn công bằng tất cả những gì họ có, ông Cherevatsky bình luận. Nhằm đạt được những thành công nhất định, phía Nga còn đang điều chuyển thêm các đơn vị mới tới Bakhmut và chủ yếu là lính dù, vị phát ngôn viên nói thêm. Trước đó vào hôm 16 tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Milia cho hay lực lượng của nước này đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 20 km2 ở vùng ven phía Bắc và phía Nam Bakhmut. CNN dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất được cho là đã bị Nga tấn công tại Kiev vào ngày 16 tháng 5, chỉ bị hư hại tối thiểu và không cần chuyển đến Mỹ để sửa chữa. Washington đã cử các thanh sát viên tới kiểm tra tổ hợp tên lửa Patriot sau khi được giới chức Ukraine thông báo rằng hệ thống này đang bị hư hại. Tuy nhiên, Kiev chưa xác nhận các báo cáo cụ thể về tổng thiệt hại. Theo các quan chức Mỹ nói với CNN, hệ thống tổng thể vẫn hoạt động sau vụ tấn công, với phần radar không bị thiệt hại gì. Radar là một trong những thành phần quan trọng nhất của Patriot. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tấn công và phá hủy hệ thống Patriot bằng tên lửa đạn đạo Kinzhal trong đêm ngày 16 tháng 5. Tuy nhiên, lực lượng không quân Ukraine báo cáo đã bắn hạ tất cả các tên lửa của Nga, bao gồm 6 tên lửa Kinzhal. Bình luận trên các phương tiện truyền thông, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat cho biết Patriot không thể bị phá hủy bằng một tên lửa Kinzhal, bởi vì Patriot có tới 8 bệ phóng và các bộ phận quan trọng được đặt ở một khoảng cách nhất định với nhau. Ukraine tiếp nhận một vài hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ, Đức và Hà Lan vào cuối tháng 4. Patriot được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới, giúp Ukraine có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo. Theo CNN, hiện chưa rõ hệ thống nào đã bị Nga tấn công vào hôm 16 tháng 5. Hãng tin Politico vào hôm 17 tháng 5 trích dẫn lời Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nêu rõ nước này không thể cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev, nhưng sẵn sàng hỗ trợ huấn luyện phi công Ukraine và gửi thêm MiG-29 đến chiến trường Đông Âu. Trong cuộc họp báo thuộc khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu ở Iceland, Tổng thống Duda đã được hỏi liệu Ba Lan có tham gia liên minh của Anh và Hà Lan để mua máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine hay không. Ông Duda nói, hiện Ba Lan sở hữu số lượng tương đối ít F-16, có nghĩa là họ không thể cung cấp cho Ukraine loại khí tài này. Tuy nhiên, Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ Ukraine đào tạo phi công. Theo nhà lãnh đạo, Ba Lan đã chuyển giao lượng vũ khí chưa từng có cho Ukraine với hơn 300 xe tăng và gần như toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô mà nước này có. Kể từ khi xung đột nổ ra, Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, đồng thời liên tục thúc giục tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga. Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia vào hôm 17 tháng 5, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết một liên minh cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine sẽ được hình thành lập trong năm nay. Theo ông Kuleba, một số đồng minh của Kiev đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine huấn luyện phi công, vận hành máy bay chiến đấu phương Tây, đồng thời cung cấp phương tiện cho việc đào tạo. Đây là thành quả sau các chuyến công du của Tổng thống Zelensky và quan chức chính phủ Ukraine. Ưu tiên của chúng tôi hiện là F-16, nhưng chúng tôi không từ chối các mẫu máy bay khác tương tự như xe tăng. Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine nói, đồng thời khẳng định, một khi liên minh cung cấp máy bay cho Ukraine hình thành, mọi thứ sau đó sẽ diễn ra rất nhanh. Khi Tổng thống Zelensky tới London vào hôm 15 tháng 4, Thủ tướng Rishi Sunak nói, việc cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu của phương Tây không phải là chuyện đơn giản, nhưng Vương quốc Anh sẵn sàng trở thành một phần quan trọng trong liên minh các nước hỗ trợ Ukraine trong vấn đề này. Bên cạnh đó, London cam kết sẽ huấn luyện cho các phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16 trong mùa hè tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc phỏng vấn cho biết nước này cũng hoan nghênh việc đào tạo phi công Ukraine cách vận hành máy bay chiến đấu phương Tây. Gần đây, Ukraine đã nhận được 14 chiến đấu cơ MiG-29 thời Liên Xô từ Ba Lan và 13 chiếc từ Slovakia. Tuy nhiên, Kiev vẫn bày tỏ sự quan tâm đến F-16 do Mỹ chế tạo, loại phương tiện được đưa vào sử dụng vào năm 1970 và hiện đã có mặt ở hơn 20 quốc gia. Cũng liên quan đến những leo thang căng thẳng phòng không gần đây, Bộ Chỉ huy Phòng không Canada vừa nhận định rằng cuộc chạm trán với máy bay quân sự của Nga gần Alaska là không nguy hiểm, mặc dù trong số đó có máy bay ném bom có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Mỹ đã phải điều nhiều máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ để đánh chặn và đuổi máy bay ném bom Tu-95 và máy bay phản lực Su-35 của Nga tại không phận ngoài khơi bờ biển Alaska vào ngày 11 tháng 5. Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ NORAD đã trì hoãn công bố thông tin chi tiết về những sự cố này diễn ra trong hai ngày riêng biệt. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, NORAD cho biết hoạt động này của Nga diễn ra thường xuyên và không được coi là một mối đe dọa. Các chuyến bay quân sự của Nga dường như trùng thời điểm với một số cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở Alaska. Một phát ngôn viên của NORAD đã không trả lời yêu cầu bình luận về lý do tại sao Bộ Chỉ huy xem nhẹ các mối đe dọa tiềm ẩn do máy bay quân sự Nga gây ra, hoặc tại sao các chi tiết về hoạt động này không được công bố sớm hơn. Máy bay ném bom Tu-95 của Nga có thể được trang bị tên lửa hạt nhân KH-20, tên lửa chống hạm KH-22 và tên lửa hành trình KH-101 mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Trong một bài đăng trên kênh truyền thông Sun Online, các tướng lĩnh Anh cho rằng Tổng thống Putin đã quá tự tin vào kế hoạch dùng số đông lực lượng binh lính để đối phó với các lực lượng Ukraine được huấn luyện và trang bị tốt hơn. Các cựu chiến binh Anh khẳng định thêm rằng chiến lược chính của ông Putin là kéo dài chiến tranh, tận dụng nguồn nhân lực và sức người, với hy vọng rằng phương Tây cuối cùng sẽ mệt mỏi với cuộc chiến. Các tướng lĩnh cũng bày tỏ sự nghi ngờ cách tiếp cận của ông Putin nhằm thể hiện mức độ kiên cường hơn so với Ukraine và các đồng minh. Tướng Richard Sereff và tướng Richard Barons đều nhận xét rằng Nga đang triển khai quân thành nhiều đợt liên tiếp một cách có chủ ý để bị tiêu diệt bởi hỏa lực Ukraine. Theo hai ông, những nhận định của mình dựa trên báo cáo của Ukraine cho biết hơn 200.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng cho đến nay. Nếu những con số này là đúng, điều đó có nghĩa là quân đội Nga đã phải chịu thương vong với tỷ lệ cứ sau 3 phút lại có một người chết. Mặc dù vẫn hoài nghi về con số chính xác, các tướng lĩnh vẫn thừa nhận rằng Nga đã và đang gánh chịu những tổn thất đáng kể trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Ukraine. Cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev mới đây lại có một phát biểu gây sốc khi gọi ba quốc gia vùng Baltic là của nước Nga và Ba Lan hiện tại chỉ đang tạm thời bị chiếm đóng. Cụ thể, viết trên Twitter, ông Medvedev gọi Litva, Latvia và Estonia là các tỉnh của nước Nga và chính họ đã tự vấy bẩn mình trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Những bình luận gay gắt trên nhằm đáp lại bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tuần trước rằng Moscow đã thua về mặt địa chính trị. Ông Macron phát biểu, trên thực tế, Nga đã trở nên phụ thuộc hơn vào Trung Quốc và đã mất quyền tiếp cận vùng Baltic. Điều này rất quan trọng bởi vì nó đã thúc đẩy Thụy Điển và Phần Lan quyết định gia nhập NATO. Ba quốc gia nhỏ bé vùng Baltic đã bị Liên Xô chiếm đóng cho đến khi bị sụp đổ vào năm 1991. Người dân các quốc gia này ngày càng chấp nhận tương lai của họ trong EU và NATO. Lo lắng đã gia tăng ở vùng Baltic về mối đe dọa từ Nga kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát vào tháng 2. Họ là những người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine thông qua việc cung cấp viện trợ, vũ khí và tiếp đón rất nhiều người tị nạn. Cựu Tổng thống Medvedev cũng gọi Ba Lan là bị chiếm đóng tạm thời, ám chỉ sự hiện diện của NATO bên trong quốc gia này, bao gồm 10.000 lính Mỹ. Mặc dù không trực tiếp thuộc Liên Xô, Ba Lan là một quốc gia vệ tinh của Liên Xô. Hệ thống công quyền của Ba Lan được nhiều người đánh giá là tham nhũng và kém hiệu quả, đã bị sụp đổ vào năm 1989. Trong bài đăng trên Twitter, đã có hơn 1 triệu lượt xem tính đến nay. Ông Medvedev còn tuyên bố, châu Âu đang đóng vai trò là chư hầu cho những tùy thích của người Mỹ. Trong quá trình này, họ đã tự làm tổn hại đến nền kinh tế của chính mình. Cuộc chiến Ukraine đã thúc đẩy lạm phát cao trên khắp châu Âu, đặc biệt ảnh hưởng đến giá lương thực và năng lượng. Nhưng vào tháng 1, một cuộc thăm dò của Eurobarometer cho thấy đại đa số công dân EU ủng hộ khối tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Liên quan đến vụ việc ba nhà khoa học Nga tại một viện nghiên cứu ở Novosibirsk bị buộc tội phản quốc, một nhóm các nhà khoa học khác đã đệ trình thư yêu cầu được biết chính xác lý do tại sao ba người này bị bắt. Nhóm nhà khoa học này còn đưa ra một loạt các thư ngỏ có nội dung chống lại quyết định của cơ quan an ninh Nga FSB. Thông tin được đăng trên cả Reuters và ABC News. Trong một bức thư có nội dung, những gì chúng ta được khen thưởng hôm nay và làm gương cho những người khác, thì ngày mai lại trở thành lý do để truy tố hình sự. Trong một bức thư khác viết, những sinh viên giỏi nhất đã từ chối đến làm việc với chúng tôi và những nhân tài khác
đang rời bỏ lĩnh vực khoa học. Trước đó, Tổng thống Putin đã ra lệnh bắt giám đốc chương trình tên lửa siêu thanh sau khi hàng loạt các khí tài được mệnh danh là không thể bị hạ gục của Nga bị các hệ thống phòng không của Mỹ bắn hạ. Trong một đoạn clip được đăng tải trên Telegram mới đây, một trong những nhà lập pháp hàng đầu của Nga đã đề xuất sử dụng chó hoang loại lớn chưa được thuần chủng để tìm, rà phá bom mình và kéo chở thương binh ở chiến trường Ukraine. Theo đó, Phó nghị sĩ Quốc hội 67 tuổi Fedor Tumasov đề nghị Điện Kremlin tập hợp những con chó hoang, sau đó huấn luyện chúng để sử dụng trong chiến đấu. Ông Tumasov nói, nước ta có nhiều bác sĩ, chuyên gia thú y, những người có thể huấn luyện cho chó đủ loại kỹ năng khác nhau. Với bản tính hung hãn và thân hình to lớn, sau khi được huấn luyện, chúng có thể giúp rà phá bom mình và kéo chuyển những người bị thương ra ngoài. Đề xuất của ông Tumasov được đưa ra sau khi các báo cáo quân sự gần đây cho rằng thương vong của Nga trong cuộc chiến với Ukraine đã vượt quá 200.000 người. Ông Anton Cheravchenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã chia sẻ đoạn clip về đề nghị của ông Tumasov trên Twitter vào hôm thứ Tư 17 tháng 5. Ông Jason J. Smart, một cố vấn chính trị thời hậu Xô Viết, nói với Newsweek rằng ông cảm thấy lời đề nghị của ông Tumasov là một dấu hiệu cho thấy người Nga đang nhận ra rằng mọi thứ đang sụp đổ một cách nhanh chóng. Gần đây, số lượng chó đi lạc ở Nga ngày càng tăng, thậm chí trở thành một vấn đề cấp bách. Đã có một số vụ chó hoang tấn công người, trong đó có một vụ ở thành phố Orenburg dẫn đến cái chết của một đứa trẻ. Một người lính đánh thuê Wagner vừa bị bắt cho biết anh ta đã bị đồng đội bỏ rơi sau khi bị thương trong những trận đánh ác liệt ở Bakhmut. Denis Oleksandrovich Vatrusev, 39 tuổi, đang thụ án vì tội giết người, thì được lãnh đạo Wagner Prigozhin tuyển dụng để tham chiến ở Ukraine. Anh ta bị lực lượng vũ trang Ukraine UAF bắt giữ trong một trận chiến ở Bakhmut sau khi bị thương ở chân do một vụ nổ mìn. Trong một đoạn video do chỉ huy UAF Oleksandr Sisky đăng tải, cựu chiến binh Wagner cho biết anh gia nhập nhóm sau khi được hứa hẹn một mức lương hậu hĩnh và sẽ được ân xá sau 6 tháng. Tuy nhiên, Vatrushev cho biết anh ta đã bị bỏ rơi trong một chiến hào 4 ngày trước khi được quân đội Ukraine tìm thấy. Đây không phải là lần đầu tiên lính Wagner tố cáo là đã bị bỏ rơi nơi tiền tuyến. Vào đầu tháng 2 năm 2023, cảnh quay do Ukraine công bố cho thấy 4 lính đánh thuê của nhóm Wagner ném một người bị thương vào một nhà kho. Không biết liệu người lính đó có sống sót hay không. Vào tháng 11 năm ngoái, quân đội UAF cũng tìm thấy một nữ nhân viên y tế người Nga bị bất tỉnh vì mất máu trên chiến trường. Nhân viên y tế này sau đó cho biết cô đã cầu xin đồng đội của mình, ít nhất là đưa cho cô ta một bộ sơ cứu trước khi bỏ mặc cô. Nhưng họ đã nói rằng họ không thể đưa bất kỳ sự hỗ trợ nào. Cũng trong tháng 11, một nhóm binh sĩ Nga đã quay lại một đoạn video tiết lộ rằng họ bị bỏ rơi ở vùng Luhansk mà không có thức ăn và điện nước. Hiện cả lãnh đạo Wagner và quân đội Nga chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc này. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin xung đột Nga-Ukraine. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Thu Hiền xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.